Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày tốt trong tháng 4 âm lịch để chúng ta tiến hành công việc nhập trạch về nhà mới. Đó. À, thưa quý vị, cái việc nhập trạch về nhà mới là một cái ngày mà cũng hết sức quan trọng. Đó. Cái ngày này chúng ta về nhà mới để thông báo đến với gia tiên, thông báo đến với vị thần linh, thông báo với thổ địa ở khu vực đó là chúng ta sắp sửa chuyển đến nhà mới. Vậy nên cái ngày này nó cũng sẽ quyết định toàn bộ cái cát hung. Nếu mà chọn vào những ngày xấu ấy, thì những cái hung họa khôn lường nó có thể xảy ra, khiến cho gia đạo bất an, đấy, gặp nhiều cái trục trặc, nhiều trắc trở trong cuộc sống, công việc thì cũng không được thuận lợi. Còn nếu như chúng ta nhằm những ngày cát lành, chúng ta dọn đến nhà mới ở thì mọi việc nó sẽ được thuận lợi, hanh thông và gặp được nhiều cái may mắn hơn trong cái thời gian tới. Vậy thì trong cái tháng tư âm lịch, chúng ta sẽ có những ngày nào là những ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc nhập trạch về nhà mới, cho mọi việc được hanh thông thuận lợi, cả nhà sẽ được giàu sang phú quý, tài lộc dồi dào. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta biết ấy, cái tháng tư âm lịch thì nó khởi từ ngày mùng 8 tháng 5 đến ngày mùng 5 tháng 6 dương lịch. Và cái tháng tư âm lịch nó là tháng kỷ tỵ. Tháng kỷ tỵ nó là tháng thiếu, chỉ có 29 ngày. Và để chọn ra những ngày tốt trong cái tháng tư âm lịch để chúng ta tiến hành công việc nhập trạch về nhà mới ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái tài liệu là ngày tốt toàn thư để chọn ra những ngày lành tháng tốt, giúp cho mọi việc nó được thuận lợi, hanh thông và may mắn. Thưa quý vị, đầu tiên để chọn ra những ngày tốt thì chúng ta cũng cần phải loại bỏ ra những ngày xấu cần tránh. Và những ngày xấu cần tránh trong cái tháng tư âm lịch thì bao gồm những ngày sau. Thì để chọn ra những ngày xấu thì chúng ta cũng dựa vào cái tài liệu là ngày tốt toàn thư nhé. Quý vị hãy mở trang 180 của quyển ngày tốt toàn thư. Thì đây là cái phần là các tiêu chí để chọn ngày tốt nhập trạch. Chúng ta có 41 tiêu chí để chọn ra ngày tốt nhập trạch. Thì quý vị có thể tham khảo thêm cái quyển sách ngày tốt toàn thư bằng cách liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái quyển sách ngày tốt toàn thư tự xem ngày lành tháng tốt cho mình nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm ra những ngày xấu cần tránh. Thưa quý vị, ngày xấu cần tránh đầu tiên mà chúng ta cần phải lưu ý trong cái việc chọn ra cái ngày mà nhập trạch ấy thì đó chính là ngày sát chủ. Ngày sát chủ trong tháng tư âm lịch chúng ta sẽ có hai ngày, đó là ngày Mão và ngày Tuất, đúng không ạ? Và ngày Tuất. Ngày Mão là ngày sát chủ, đấy. Nó bao gồm có hai ngày, ngày mùng 8 kỷ Mão và ngày 20 là ngày Tân Mão. Trong khi đó ngày Tuất thì chúng ta sẽ có 3 ngày, mùng 3 là Giáp Tuất, 15 Bính Tuất và ngày 27 là ngày Mậu Tuất. Thì đây là những cái ngày sát chủ mà chúng ta cần phải tránh. Tiếp theo, ngày xấu thứ hai mà chúng ta cũng cần phải kiêng kỵ trong cái việc nhập trạch đó chính là ngày Thụ Tử. Ngày Thụ Tử trong tháng tư thì nó sẽ là những ngày Tỵ, đúng không ạ? Nó cũng bao gồm có hai ngày, mùng 10 Tân Tỵ và ngày 22 là ngày Quý Tỵ. Tiếp đến ngày xấu thứ ba là ngày Dương Công. Ngày Dương Công là ngày mùng 7 nhé, quý vị cũng cần phải tránh. Ngày thứ tư mà chúng ta cần loại bỏ đó là ngày Tam Lương. Ngày Tam Lương chúng ta sẽ có 6 ngày, mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và 27. Thì ngày mùng 3 nó là ngày Giáp Tuất này. Đấy, ngày mùng 7 thì nó là ngày Mậu Dần. Ngày 13 thì nó sẽ rơi vào ngày Giáp Thân. Ngày 18 nó là ngày Kỷ Sửu. Ngày 22 nó rơi vào ngày Quý Tỵ. Cuối cùng là ngày 27 thì nó rơi vào ngày Mậu Tuất. Tiếp đến một ngày nữa mà quý vị cũng cần phải tránh, đó là ngày Nguyệt Kỵ. Nguyệt Kỵ chúng ta sẽ có 3 ngày, mùng 5, 14, 23, đúng không? Ngày mùng 5 thì nó rơi vào ngày mùng 5 là ngày Bính Tý này. Ngày 14 thì nó là ngày Ất Dậu. Ngày 23 thì nó rơi vào ngày Giáp Ngọ. Đó là những ngày Nguyệt Kỵ. Tiếp đến là một cái ngày nữa mà quý vị cũng cần phải lưu ý, đó là ngày Nguyệt Phá. Ngày Nguyệt Phá thì trong cái tháng tư âm lịch là tháng Kỷ Tỵ, đúng không ạ? Chúng ta có Tỵ Hợi tương xung, vị trí là những ngày Hợi sẽ là những ngày Nguyệt Phá. Ngày Hợi chúng ta sẽ bao gồm có 3 ngày, mùng 4 Ất Hợi, 16 Đinh Hợi và ngày 28 là ngày Kỷ Hợi. Thì đó chính là những ngày Nguyệt Phá mà chúng ta cũng cần phải kiêng kỵ. Tiếp đến một ngày nữa mà quý vị cũng cần phải lưu ý hết sức trong việc nhập trạch, đó chính là gì? Ngày Nguyệt Yểm. Ngày Nguyệt Yểm trong tháng này là những ngày Mùi nhá, thì tất cả những cái này Tử Thông sẽ đánh dấu sao, xem là những có bao nhiêu sao xấu, bao nhiêu sao tốt nhá. Tiếp đến là ngày Thiên Tặc thì cũng là ngày Mùi, như vậy ngày Mùi cũng khá là xấu, có cả Thiên Tặc nữa, đúng không ạ? Tiếp đến ngày Địa Tặc. Ngày Địa Tặc nó là ngày Tuất. Ngày Tuất là trùng ngày sát chủ, chúng ta không xét nữa. Ngày Vãng Vong thì nó là ngày Hợi, thì trùng với ngày thì trùng với ngày Nguyệt Phá, đúng không ạ? Tiếp đến là ngày Trực Kiến. Trực Kiến thì nó là ngày Tỵ, nó trùng ngày Thụ Tử rồi, chúng ta không xét. Tiếp theo là ngày Trực Bình là những ngày Thân. Ngày Trực Bình là những ngày Thân thì tất cả những cái dấu x đen là những cái sao xấu nhất trong ngày đó nhé. Tiếp theo là ngày Trực Thâu thì nó là những ngày Dần. Ngày Trực Thâu nó là những ngày Dần này. Tiếp đến là ngày Âm Thác. Ngày Âm Thác là ngày Đinh Mùi, như vậy ngày Đinh Mùi trong tháng này không có, đúng không ạ? Ngày Dương Thác là ngày Đinh Tỵ. Đinh Tỵ thì trong tháng này cũng không có. Tiếp theo ngày 16 là ngày Thiên Ôn. Ngày Thiên Ôn cũng là ngày Dần luôn nhé, như vậy ngày Dần dính hai sao xấu. Ngày Thiên Hỏa thì nó là ngày Dậu. Ngày Dậu là ngày Thiên Hỏa. Ngày Thiên Hỏa nó hay xảy ra tình trạng là cháy nhà hay là gì.
chập điện hay là sét đánh vân vân đó. Tiếp đến ngày thứ 20 chúng ta cần phải tránh, đó là ngày hoang vu. Ngày hoang vu thì nó rơi vào những ngày thân, ngày hoang vu là ngày thân đó. Tiếp theo ngày hung nhật là những ngày dần. Đấy, ngày hung nhật là ngày dần. Tiếp đến là chỉ chúng ta lại bỏ một ngày nữa, đó là ngày thổ tuyệt yên hỏa, nó là ngày xỉu và ngày mùi. Ngày xỉu này và ngày mùi này. Tiếp đến ngày tránh tuyệt yên hỏa thì nó là ngày ngọ đó, tránh tuyệt yên hỏa thì là ngày ngọ. Tiếp theo một ngày nữa mà chúng ta cũng cần phải tính, đó là ngày kỵ chuyển nhà. Thì ngày thường là người ta kỵ chuyển nhà vào những ngày mùi. Đấy quý vị nhé, đó là những cái hung tinh mà chúng ta cần phải tránh khi mà chúng ta chuyển đến nhà mới, đúng không ạ? Và tiếp theo thì Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái ngày cát lành để chúng ta tiến hành công việc nhập trạch vào nhà mới nhé. Thì để sử dụng cái ngày tốt nhập trạch thì chúng ta sẽ sử dụng quyển ngày tốt toàn thư. Quý vị cứ mở trang 180 nhé. Thì ở đây nó có phần là ngày cát nhật này, cát cát tinh này. Thì ngày cát nhật này nó có mười mấy cát tinh ấy, để chúng ta chọn ra những ngày tốt nhập trạch nhé. Quý vị nếu mà chưa có sách thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái quyển sách ngày tốt toàn thư, tự xem ngày lành tháng tốt cho mình nhé. Thưa quý vị, đầu tiên của cát tinh ấy, thì chúng ta chọn những ngày cát nhật nhập trạch. Ngày cát nhật nhập trạch bao gồm những ngày sau: ngày giáp tý, ất sửu, đinh sửu đó. Giáp tý, ất sửu, đinh sửu. Thì ngày đinh sửu đây, chúng ta như vậy chúng ta có ngày tốt đầu tiên là ngày đinh sửu. Đinh sửu, ngày đinh sửu là ngày tốt đầu tiên. Tiếp theo là đến ngày ngày quý sửu. Ngày quý sửu thì không có này. Ngày mậu dần, ngày mậu dần, ngày nhâm dần, ngày bính dần. Mậu dần, nhâm dần, bính dần thì không có đâu. Ngày canh dần, ở đây chúng ta có ngày canh dần này. Đó. Ngày canh dần ở các nhà nhập trạch nhá. Hơn nữa là nó có cả nguyệt đức nữa, đâm dần rất là đẹp. Như vậy cái ngày thứ hai là ngày 19. Là ngày 19 này. Mùng 6 là đinh sửu nhá. Thứ hai là ngày 19. 19, 19 sẽ là ngày canh dần. Đó. Ngày mùng 6 là ngày đinh sửu đây, ngày 19 là ngày canh dần này. Tiếp theo chúng ta xét đến ngày quý mão. Ngày mão không có đâu ạ. Tiếp đến là ngày nhâm thìn, mậu thìn, bính thìn, canh thìn. Đó. Như vậy thì có thêm ngày mùng 9 là ngày canh thìn. Mùng 9 là canh thìn. Còn ngày nhâm thìn, đó, ngày nhâm thìn xem ngày thìn có phạm gì không? Ngày tốt nhập trạch tháng 4. Ngày nhâm thìn không phạm, như vậy chúng ta có thêm ngày 21 là ngày nhâm thìn. 21 là nhâm thìn. Đó. Tiếp theo, một ngày nữa chúng ta có ngày đinh tỵ, quý tỵ thì ngày tỵ bị phạm rồi đó. Ngày ngọ thì có ngày canh ngọ, bính ngọ. Ngày canh ngọ, ngày bính ngọ không có, đúng không? Tiếp đến là chúng ta chọn ngày đến ngày gì? Ngày ất mùi, ngày ất mùi là ngày 24 này. Ngày 24 ất mùi nhá, lại phạm rất nhiều sao xấu này. Thì quý vị để ý nhá, có ngày cát nhật nhập trạch ở đây. Tiếp đến là đến ngày ất dậu, nhâm tuất và tân hợi. Ất dậu thì ngày 14 phạm rồi không chọn. Nhâm tuất và tân hợi không có, đúng không? Tân hợi thì là không có, đúng không? Tiếp đến ngày tốt thứ hai mà chúng ta chọn, đó là ngày có thiên đức. Ngày có thiên đức là những ngày tân. Ngày tân thì chúng ta sẽ có những ngày sau. Chúng ta ngày mùng 10 là ngày tân tỵ và ngày 20 là ngày tân mão. Thì hai ngày này đều phạm không dùng được nhé. Tiếp đến là ngày đến ngày có thiên đức hợp. Thiên đức hợp là những ngày bính. Ngày bính thì chúng ta sẽ có ngày sau này. Bính thân ngày 25, 15 là bính tuất và ngày mùng 5 là ngày bính tý, đúng không? Như vậy chúng ta có ngày 25. 25 là ngày bính thân. Đó. Là ngày tốt thứ năm. Đây ngày bính thân đây, sao tốt đây. Tiếp theo, một ngày nữa mà quý vị chọn, đó là ngày ngày có gì? Ngày có nguyệt đức. Nguyệt đức là những ngày canh. Ngày canh thì chúng ta có ngày 29 là canh tý này. 19 là canh dần này và ngày mùng 9 là ngày canh thìn, đúng không ạ? Như vậy là gì? Ngày mùng 9 canh thìn chúng ta rồi, 19 rồi, như vậy còn ngày 29 là ngày canh tý. 29 là canh tý. Đó. Tiếp theo một ngày nữa mà quý vị cần phải chọn, đó là ngày nguyệt đức hợp. Nguyệt đức hợp thì nó là những ngày ất. Ngày ất thì chúng ta có ngày 24 là ngày ất mùi. Đã 14 là ngày ất dậu và ngày mùng 4 thì là ngày ất hợi. Như vậy là gì? Chúng ta có một cái sao nó tốt. Ngày mùi thì có ngày 24 ất mùi nhá. 24 này là ất mùi. Đó. Tiếp theo một ngày nữa là ngày hoàng đạo. Ngày hoàng đạo nó là ngày hợi đó. Ngày minh đường nó là ngày mùi. Như vậy ngày mùi đấy, cái ngày ất mùi này cũng khá là tốt này. Tiếp theo là ngày thiên ân. Ngày thiên ân bao gồm ngày sau này: ngày giáp tý, ngày ất sửu, ngày bính dần, ngày đinh mão. Giáp tý, ất sửu, bính dần, đinh mão không có đó. Tiếp đến là ngày mậu thìn, kỷ mão. Ngày mậu thìn thì không có, kỷ mão thì không có. Ngày canh thìn, tân tỵ.
canh thìn chúng ta đã rồi, tân tỵ không có, nhâm ngọ, nhâm ngọ là ngày 11 là ngày nhâm ngọ nhá. Như vậy nhâm ngọ ngày 11 là ngày tốt này. Chúng ta có ngày 11 này, nhâm ngọ. Đó. Đó là ngày tốt thứ 8. Tiếp đến một ngày nữa là ngày gì? Ngày nhâm ngọ này, ngày Quý Mùi Kỷ Dậu canh Tuất Tân Hợi. Quý Mùi Kỷ Dậu canh Tuất Tân Hợi. Quý Mùi là ngày 12 thì nó cũng bị phạm và rất nhiều sao xấu nên là chúng ta cũng phải xem xét nhé. Ngày canh Tuất thì không được rồi. Tân Hợi cũng không được, Nhâm Tý thì không có. Đó, Nhâm Tý không có và Quý Sửu không có. Đó. Tiếp đến một ngày nữa là ngày Mẫu Thương. Ngày Mẫu Thương thì đó là những ngày Dần và ngày Mão. Thì ngày Dần chúng ta có ngày 19 chúng ta rồi, ngày Mão thì không nhận được đúng không? Ngày Trực Thành thì nó là ngày Sửu. Ngày Sửu chúng ta có ngày mùng 6 chúng ta chọn rồi. Và tiếp đến là gì? Ngày Trực Khai là ngày Mão. Ngày Trực Mãn thì nó là ngày Mùi. Trực Mãn là ngày Mùi chúng ta chọn rồi. Được ngày 24 là ngày Ất Mùi rồi. Tiếp theo một ngày nữa là ngày cực kỳ tốt để tiến hành công việc nhập trạch. Đó là ngày Nhập Trạch Châu Đường. Ngày Nhập Trạch Châu Đường thì do tháng 4 âm lịch ấy, nó là tháng Tỵ thì nó là tháng Thiếu. Vậy nên là những ngày Nhập Trạch Châu Đường sẽ bao gồm những ngày sau đây. Nó sẽ là ngày mùng 1, ngày mùng 4. Ngày mùng 1 là ngày Nhâm Thân này. Như vậy chúng ta cũng có thể chọn là ngày mùng 1 để nhập trạch này. Đầu tháng rất là tốt. Thứ hai là gì? Ngày mùng 4, ngày mùng 8, ngày mùng 10. Ngày mùng 4 thì bị phạm rồi. Ngày mùng 8 cũng bị phạm sát chủ. Ngày mùng 10 thì nó ngày Tân Tỵ cũng không được đúng không ạ? À, ngày 11, ngày 16, ngày 17. Ngày 11 chúng ta chọn rồi là ngày Nhâm Ngọ nhé. Cũng là ngày Nhập Trạch Châu Đường. Ngày 16. 16 thì nó không được ấy, đúng không ạ? 17 thì ngày Mậu Tý nhé. Như vậy chưa chọn đúng không ạ? Chúng ta còn ngày 17 là ngày Mậu Tý. Mậu Tý. Đó. Tiếp theo, ngày 20, ngày 24. Ngày 20 không được này. Ngày 24 này, 24 là ngày Ất Mùi chúng ta chọn rồi này. Đây, Ất Mùi Nhập Trạch Châu Đường rất là tốt. Tiếp theo là ngày 26, ngày 29. Ngày 26 là ngày Ngày 26 là ngày Đinh Dậu thì ở đây chưa có đúng không? 26 Đinh Dậu chưa có, như vậy chúng ta chọn thêm ngày 26 là ngày Đinh Dậu. Đinh Dậu. Cuối cùng là ngày 29, 29 là ngày Canh Tý thì ngày Canh Tý ở đây chúng ta chọn rồi đúng không ạ? Ngày 29 Canh Tý thì chúng ta chọn chưa? 29 Canh Tý có rồi. À, như vậy là gì? Trong cái tháng 4 âm lịch chúng ta sẽ có đâu đó khoảng 6 này, 7 8 9 có khoảng 10 ngày tốt, 10 ngày tốt để tiến hành công việc nhập trạch. Đấy, trong tháng 4 âm lịch nhá. Đấy, chúng ta khoảng đâu đó 10 ngày tốt để nhập trạch trong tháng 4 âm lịch. Vậy nên là quý vị hãy chọn ra cho mình một ngày phù hợp nhất để tiến hành công việc nhập trạch cho được thuận lợi, may mắn và hành thông. À, giúp cho công việc nó trở nên thuận buồm xuôi gió. Đấy. À, thưa quý vị, như vậy tổng quan lại chúng ta sẽ có 10 ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc nhập trạch trong cái tháng 4 âm lịch đó. Bao gồm những ngày sau. Ngày đầu tiên là ngày mùng 6 là ngày Đinh Sửu. Ngày tốt thứ hai là ngày 19 là ngày Canh Dần, đúng không? Ngày tốt thứ ba là ngày mùng 9 là ngày Canh Thìn. Ngày tốt thứ tư là ngày 21 là ngày Nhâm Thìn. Ngày tốt thứ năm là ngày 25 ngày Bính Thân. Ngày tốt thứ sáu là ngày 29 ngày Canh Tý. Ngày tốt thứ bảy là ngày 11 là ngày Nhâm Ngọ. Ngày tốt thứ tám là ngày 24 ngày Ất Mùi. Ngày tốt thứ 9 là ngày 26 ngày Đinh Dậu. Ngày tốt thứ 10 là ngày 17 là ngày Mậu Tý. Như vậy chúng ta sẽ có gì? 10 ngày tốt. 10 ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc nhập trạch trong cái tháng 4 âm lịch năm 2024. Đó. À, thưa quý vị, thì ngoài ra quý vị cũng có thể chọn thêm cái giờ tốt nhập trạch ở cái trang 127. Trang 127 của cuốn sách Ngày Tốt Tuần Thư ấy có phần là giờ tốt nhập trạch. Đấy, thì quý vị có thể tự chọn ra cho mình những cái khung giờ tốt nhất để chúng ta tiến hành công việc cho được thuận lợi, may mắn và hành thông. Đó. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa giới thiệu cho quý vị và các bạn về những ngày tốt nhập trạch trong tháng 4 âm lịch bằng cách sử dụng cái quyển sách Ngày Tốt Tuần Thư. À, quý vị có thể tham khảo thêm quyển sách Ngày Tốt Tuần Thư bằng cách liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh quyển sách Ngày Tốt Tuần Thư tự xem ngày lành tháng tốt cho mình. Bên cạnh đó, quý vị cũng có thể liên hệ với số điện thoại hoặc số Zalo 0989 349 119 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về ngày tốt nhập trạch trong cái tháng 4 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.